xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển file mobile sang file pdf giả sử như ở đây tôi có một file mobile bây giờ tôi sẽ mở cái file này lên rồi để chuyển từ file mobile sang file pdf á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là chuyển đổi rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên cách đầu tiên á chúng ta sẽ vào tab file tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào cs sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào browser. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà bạn muốn lưu file. Đó, giả sử như ở đây, tôi muốn là lưu file ở một desktop thì tôi sẽ chọn vào desktop. Rồi, ở cái mục file name á, các bạn chúng ta sẽ đặt tên cho file. Ví dụ như đây, tôi đặt tên là file PDF tài liệu. Đó. Quan trọng nhất là ở cái dòng là save as file. Các bạn bấm vào một tên chỉ xuống và chúng ta sẽ chọn vào đuôi đó là PDF. Nhớ nha. Quan trọng nhất là ở cái dòng C Act các bạn chúng ta phải chọn đuôi là PDF. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào Save. Thì lúc này á nó sẽ chuyển đổi từ file Bonboy sang file PDF. Đó, sau khi chuyển đổi xong, nó sẽ tự động mở luôn. Đó. Đây là file PDF mà tôi vừa chuyển qua từ boy rồi bây giờ tôi sẽ đóng cửa sổ này lại Sau đó tôi sẽ ra màn hình để có của máy tính để tôi kiểm tra Đó đây là file mà tôi vừa chuyển đổi từ Google Boy sang đó. đó. đây là cách đầu tiên Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai Cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ vào tệp file sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào export. Rồi đây á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào create PDF tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào clip PDF ở đây sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào vị trí mà chúng ta muốn lưu file đó bạn có thể là lưu ở các ổ đĩa nếu mà bạn muốn lưu ở các ổ đĩa thì chúng ta sẽ chọn vào ZBC sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào ổ đĩa mà chúng ta muốn lưu còn ở đây á tôi muốn lưu ở để desktop thì tôi sẽ chọn vào desktop này. sau đó ở mục file name tôi đặt tên là file PDF 2 chẳng hạn 2 hay 3 gì đó Rồi ở cái dòng là Setup Type Nó đã chọn sẵn cho tôi là đuôi PDF Tiếp theo ở đây Tôi sẽ chọn vào clip. Thì lúc này á Nó sẽ chuyển đổi nha Tùy thuộc vào file PowerPoint Boy của bạn Nếu file PowerPoint của bạn á Mà có nhiều slide Thì quá trình chuyển á Nó sẽ lâu nha Còn nếu mà ít á Thì quá trình chuyển nó sẽ nhanh Đó đây là file PDF mà tôi vừa chuyển qua từ file Bowen Boy. Rồi bây giờ tôi sẽ ra màn hình desktop của máy tính để tôi kiểm tra. Đó, đây là file PDF mà tôi vừa chuyển qua nè. Đó. Thì cách chuyển từ file Bowen Boy sang file PDF cực kỳ đơn giản. Rồi, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển file Bowen Boy sang file PDF. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.